Hết bệnh về thần kinh, nam em lại khiến fan hoang mang vì gặp phải căn bệnh mới dai dẳng nhiều ngày nay. Dù sự việc lùm xùm tay ba đã nguôi ngoai, nhưng có vẻ nam em vẫn chưa thể quay lại với nhịp sống bình thường. Kể từ khi công bố chuyện tình cảm của mình và Trường Giang trên mạng xã hội, nam em đã gặp phải không ít lời chỉ trích từ dư luận. Những phát ngôn của cô nàng và hành động livestream đòi giải cứu thế giới đã khiến nhiều người ngán ngẩm. Sau khi phải vào viện vì kiệt sức tìm gặp bác sĩ tâm lý, thì nam em chọn cách sống tĩnh tâm hơn. Cô thường xuyên đi chùa và chia sẻ những hình ảnh yên bình của mình với dòng caption quen thuộc, bình tĩnh sống. Tuy nhiên mới đây, người đẹp lại khiến các fan lo lắng khi tiết lộ tình trạng bệnh hiện tại của mình. Nam em chia sẻ một bức ảnh phong cách ma mị của mình, cùng với lời cầu cứu sự giúp đỡ vì chứng mất ngủ kéo dài. Cảm giác không thể ngủ được thực sự đang cướp đi cuộc sống của tôi từng ngày. Nếu có thể không ngủ vì một niềm vui thì có phải sẽ tốt hơn rất nhiều không? Ai đó có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn này không? Nam em viết. Ngay lập tức nhiều người theo dõi đã vào bình luận. Các fan của nam em rất lo lắng cô nàng sẽ kiệt sức nếu tình trạng này kéo dài. Đồng thời nhắn nhủ nam em phải mạnh mẽ và quên đi chuyện cũ để sống lạc quan hơn. Một tài khoản bình luận. Không ai có thể giúp em ngoài em đâu. Chuyện qua rồi đừng nhớ đến nữa. Cứ sống cho bản thân mình đi. Một dân mạng khác cũng động viên, nam em phải tập buông xuống đi thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái gì thuộc về mình thì nhất định sẽ quay về, còn nếu không thì nên bỏ đi. Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng chính nam em đang tự giày vò mình bằng những điều tiêu cực, hoặc chính cô nàng đang tự tạo ra những điều này để gây sự chú ý. Gần đây nam em đã trở lại với công việc sau ồn ào tình cảm. Cô xuất hiện trong chương trình Người Bí Ẩn và gây bão khi song ca cùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh trong nhạc phẩm Biển Tình. Phần thể hiện này đã giúp nam em giành được nhiều lời khen với giọng ca ngọt ngào và biểu cảm nền nã. Vợ diễn viên Huy Khánh cấm chồng đưa con gái đi gặp gỡ cùng Phạm Anh Khoa. Người mẫu Mạc Anh Thư có những chia sẻ thẳng thắn sau sự việc nhiều nghệ sĩ trong showbiz tố ca sĩ Phạm Anh Khoa gạ tình. Mới đây, trên trang cá nhân của vợ diễn viên Huy Khánh cùng người mẫu Mạc Anh Thư vừa có những chia sẻ thẳng thắn sau sự việc Phạm Anh Khoa liên tục bị tố gạ tình. Bà xã Huy Khánh viết, du côn tiếp đi, đồ tồi, các bạn nữ đừng bao giờ yếu đuối, để loại cầm thú mang lớp áo nghệ sĩ này ức hiếp, hãy lên tiếng. Đáng chú ý hơn, ở trong phần bình luận, Mạc Anh Thư nhấn mạnh, nhiều người còn bênh vực quá đáng, em mới nhắn tin cấm ông kia, không được dựng cát. Tên ở nhà của con gái Huy Khánh và Mạc Anh Thư giao du với thể loại này. Diễn viên Huy Khánh và Phạm Anh Khoa là hai đồng đội cùng tham gia trong một câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ. Cả hai có thời gian gặp gỡ và nói chuyện với nhau rất nhiều trong các buổi tập. Trên trang cá nhân của nhiều nghệ sĩ Việt như Ái Phương, Tóc Tiên đều lên tiếng ủng hộ các cô gái tố cáo Phạm Anh Khoa. Tóc Tiên viết, hãy mạnh mẽ lên các nạn nhân, đừng im lặng chịu đựng. Sau khi vũ công Phạm Lịch lên tiếng tố Phạm Anh Khoa, hai cô gái khác là Nga Mi và MB cũng đã chia sẻ lại câu chuyện từng bị ca sĩ Phạm Anh Khoa gạ tình. Hiện tại, phía Phạm Anh Khoa chưa có phản hồi nào về câu chuyện của hai cô gái trên. Đồng thời, vợ Phạm Anh Khoa kiêm người quản lý của anh, chị Thùy Trang, từ chối đề cập vấn đề này. Phản ứng khó đỡ của Trấn Thành khi có người nhắc về Tiến Đạt trên sóng truyền hình. Cái tên Tiến Đạt một lần nữa được nhắc đến khiến Trấn Thành đứng hình. Trấn Thành đã gặp đúng đối thủ nặng ký khi không chỉ liên tục chặt chém anh trên truyền hình, mà người chơi này còn nở lòng nhắc đến Tiến Đạt, cái tên có thể nói là khá nhạy cảm đối với Trấn Thành. Biểu cảm đứng hình của nam danh hài khiến khán giả không khỏi bật cười. Bình thường hoạt ngôn đớp chát không chịu thua ai, nhưng lần này Trấn Thành cũng phải đơ mất mấy chục giây khi nghe đến tên tình cũ của Harry Won. Hoài Linh cười không dứt vì độ lém lỉnh của thí sinh, trong khi Việt Hương chạy ngay lên sân khấu để bắt tay với anh chàng này. Chỉ riêng Trấn Thành là á khẩu vẫn chưa hết nghẹn ngào. Trấn Thành đơ toàn tập khi thí sinh số 5 nhắc đến Tiến Đạt trong game show Ca Sĩ Giấu Mặt. Chồng Lê Thúy gay gắt đáp trả khi vợ bị chê giống người ngoài hành tinh, dáng như con khô mực. Em à, đã là con người ấy nên biết lúc nào mở miệng nói và lúc nào không nên. Chồng Lê Thúy bức xúc khi anti-fan mỉa mai, anh thì đẹp trai mà vợ nhìn lạ, như người ngoài hành tinh, dáng như con khô mực. Từ khi kết hôn, Lê Thúy và Đỗ An thường xuyên chia sẻ cuộc sống an yên của hai vợ chồng với mọi người. Mới đây, nam diễn viên Bạn Gái Tôi Là Sếp gây chú ý khi dành lời đường mật cho bà xã chân dài, đăng tải khoảnh khắc của hai vợ chồng
Ông xã chân dài họ Lê hào hứng bảo, vợ đẹp, vợ đẹp, vợ đẹp, la lên cho cả làng biết mình có vợ đẹp vậy á. Lời tung hô vợ đẹp của Đỗ An đã khiến anh rơi vào thị phi. Một anti-fan để lại bình luận nghi ngờ mắt thẩm mỹ của nam diễn viên họ Đỗ. Con mắt anh bị gì vậy? Mặt vợ anh nhìn ngộ ngộ, anh thì đẹp trai mà vợ anh nhìn lạ lắm, như người ngoài hành tinh ấy, dáng như con khô mực, em thấy sao nói vậy? Trước ý kiến trái chiều, ông xã Lê Thúy đáp trả gay gắt. Em mà đã là con người ấy nên biết lúc nào mở miệng và lúc nào không nên em nhé. Ngay con chó nó cũng chỉ sủa ở nhà nó, chứ nó chẳng qua nhà người lạ sủa bao giờ. Anh cũng xin đóng cổng nhốt em ở ngoài nhé, anh không muốn những người yêu quý vợ chồng anh lại mang tiếng khẩu nghiệp vì em. Bức xúc mắng những kẻ thích tộc mạch chê bai người khác, nam diễn viên họ Đỗ vui vẻ hồi đáp tất cả bình luận tích cực. Tâm sinh tướng quả không sai, hai vợ chồng bạn ngày càng đẹp đôi, nhất là Thúy. Chúc hai bạn luôn mãi mãi hạnh phúc như thế nhé. Ngưỡng mộ anh chị quá, anh chị có tình yêu rất đẹp. Phải nói, anh rất yêu chị, đã nhìn ra cái đẹp của chị từ rất lâu rồi. Chị tăng cân, nhìn chị càng yêu. Chúc hai anh chị mãi luôn hạnh phúc như vậy. Thực ra đàn ông hay đàn bà rồi cũng chỉ cần hạnh phúc mà thôi. Gửi lời cảm ơn tới người quan tâm, ông xã Lê Thúy chia sẻ thêm về sự chênh lệch của hai vợ chồng. Trước thắc mắc, vợ anh cao hơn hay anh cao hơn, Đỗ An nhanh chóng thừa nhận, đương nhiên là vợ mình rồi. Tháng 1 2015, Lê Thúy bất ngờ lên xe hoa cùng ông xã Việt Kiều. Bên cạnh lời chúc mừng, hôn nhân của cặp tình nhân ngôi sao cũng chịu không ít lời gièm pha. Theo đó, nhan sắc của vợ chồng siêu mẫu họ Lê được ví như cặp đũa lệch. Hơn thế nữa, tin đồn Đỗ An lấy vợ làm bình phong che đậy giới tính, hai cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa hợp đồng cũng được truyền tai nhau. Dù đã xây dựng hạnh phúc bên nhau được 3 năm, nhưng cặp vợ chồng ngôi sao vẫn chưa thoát được những lời thị phi chê bai. Tháng 12 2017, ông xã Lê Thúy từng sù lông bảo vệ vợ khi ngoại hình của vợ chồng anh tiếp tục bị mang ra soi mói. Thật buồn cười, tôi dành thời gian của mình để làm công việc sáng tạo và kiếm tiền, vợ tôi cũng thế. Tiền và thời gian còn lại chúng tôi dùng để mua hạnh phúc cho hai vợ chồng tôi. Trong cái bận rộn của cuộc sống, chúng tôi chắc chắn không có lúc để tâm đến những lời nhận xét về ngoại hình như các bạn đâu. Cái đấy bố mẹ chúng tôi cho như thế nào thì nó là thế vậy. Chúng tôi vẫn luôn cải thiện, chứ không sửa đổi nó chỉ vì một vài lời nói. Cho dù anh có nghĩ tôi đẹp gái và vợ tôi đẹp trai đi nữa, thì cũng đừng cố gắng nói lớn điều đó khi đi ngang chúng tôi. Để phải đứng nán lại chờ xem chúng tôi có phản ứng gì không. Và nhất là đừng để cho bạn gái của anh phải đứng nhìn chúng tôi hổ thẹn. Về phía Lê Thúy, chân dài nét tớp cũng thể hiện sự khó chịu khi đời tư của vợ chồng cô bị quan tâm một cách thái quá. Trước những hoài nghi về việc cô kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có bầu, siêu mẫu bảo, hãy tôn trọng cuộc sống riêng của tôi, khi nào tôi có bầu, tôi ắt hẳn thông báo để các bạn chia sẻ niềm vui đó cùng với tôi. Hiện tại tôi muốn tập trung cho sự nghiệp thêm 1 năm nữa. Nên đừng vào hỏi là tại sao tôi chưa có bầu, khi nào mới chịu sinh em bé, sao mãi chưa thấy sinh con. Tôi muốn có một tài chính ổn định, thu nhập ổn định mỗi tháng, để khi đó tôi có thể cho con tôi một cuộc sống vui vẻ và no đủ. Bỏ qua những thị phi, cặp vợ chồng ngôi sao vẫn đang chung sống hạnh phúc. Tháng 1 2018, ông xã Việt Kiều cũng công khai khẳng định không thể sống thiếu Lê Thúy. Đăng bức ảnh tình tứ, Đỗ An nhắn gửi bạn đời, người ta nói để giữ cho em yêu anh phải làm em cười nhiều hơn mỗi ngày, nhưng mỗi lần nhìn em cười anh lại thấy anh mới là người không thể sống thiếu em. Nhã Phương, Khánh My ngó lơ nhau khi đụng độ trong sự kiện. Nhã Phương bất ngờ chạm trán Khánh My tại thảm đỏ của sự kiện, gây chú ý của các khán giả. Thời gian qua, chuyện tình cảm ngang trái của Trường Giang luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo đó, các mỹ nhân của showbiz Việt liên tiếp tố nam diễn viên hài lăng nhăng, tán tỉnh họ. Sự việc của nam em chưa lắng xuống thì Khánh My lại tiếp tục tường thuật lại chuyện giữa cô và Mười Khó. Ai cũng cho rằng người tổn thương nhất trong sự kiện lần này chính là Nhã Phương. Tối ngày 11 tháng 5, Nhã Phương bất ngờ cùng chị gái xuất hiện tại một sự kiện thời trang. Khi chị vừa đến địa điểm, nữ diễn viên đã thu hút rất nhiều ống kính của cánh truyền thông. Nhã Phương vẫn giữ được sự tươi tắn, vẻ ngoài xinh đẹp, giữa những ồn ào tình cảm. Cô diện trang phục khá đơn giản với áo sơ mi trắng, kết hợp với chân váy họa tiết nổi bật. Chị gái chính là người tháp tùng cô đến với đêm diễn thời trang này. Đặc biệt hơn, Khánh My cũng có mặt tại chương trình. Đây là lần chạm trán đầu tiên giữa hai mỹ nhân sau khi Khánh My lên báo kể Trường Giang tán tỉnh mình. Cả hai ngồi cùng hàng ghế và không hề có hành động nào tương tác với nhau.
Phạm Hương là một trong những nhân vật chính của sự kiện, người đẹp diện trang phục rất cá tính. Á hậu Mâu Thủy vẫn giữ đúng phong cách gợi cảm. Nguyễn Thị Thành diện với áo xuyên thấu, khoe vòng một hờ hững. Diệp Linh Châu cá tính với trang phục vest. Kim Chi The Face cũng đi xem show thời trang để ủng hộ Phạm Hương. Sơn Ngọc Minh bảnh bao với vest trắng. Thùy Anh lần đầu xuất hiện sau nghi vấn là bạn gái tin đồn của Carrick.